Kính chào quý vị khán thính giả. Đầu năm 2023, nghĩ đến chữ đoàn kết dân tộc như thế nào và làm sao để đoàn kết dân tộc? Chúng tôi ý giới thiệu với quý vị một cái bài chúng tôi đã đăng từ năm 2013. Tác giả là Thiếu Long Texas, tựa là Nhìn lại sự thật lịch sử để đoàn kết dân tộc Việt Nam. Vâng, trước khi chúng ta có thể đoàn kết thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết về lịch sử. Và đây là cái điều rất là cần thiết. Chúng tôi xin bắt đầu bởi vì đây là một cái bài rất là dài và có nhiều cái sự kiện lịch sử mà chúng ta cần phải biết. Và nhất là đây là một cái bài viết của một cái người đã từng hiểu lầm về nhiều sự kiện lịch sử, hiểu lầm về chính trị Việt Nam. Trong này có bàn về những cái khái niệm nào là nội chiến hay là ngoại xâm. Miền Bắc có đem quân đánh miền Nam hay không, vân vân. Thì đây là tất cả những cái vấn đề mà bị xuyên tạc và đã có một cái sự tranh cãi dữ dội trong thời gian qua. Do đó chúng tôi xem như bài này là một cái sự tiếp ứng cho những cái cuộc tranh cãi đó để đi đến kết quả rõ ràng hơn trước khi chúng ta có thể gọi là hòa hợp hay là đoàn kết. Vâng, chúng tôi xin bắt đầu. Lâu nay thường tồn tại một số ngộ nhận lầm lẫn trong chúng ta về cuộc chiến Việt-Mỹ trước năm 1975, về bản chất của cuộc chiến đó cũng như tính chính danh chính nghĩa của các bên trong đó. Bản thân tôi hồi bé cũng từng tưởng rằng đây là cuộc nội chiến giữa miền Nam và miền Bắc. Hồi trẻ, tôi cũng từng cho rằng muốn đoàn kết dân tộc, hòa hợp dân tộc thì phải tránh nói về cuộc chiến chống Mỹ hoặc phải nói theo những người có quan điểm sai lầm để an ủi, vuốt ve, xoa dịu họ để cho họ hài lòng, họ thích mà họ chịu chấp nhận đoàn kết, hồi hương, đóng góp xây dựng quê hương hay tối thiểu là không còn chống phá nữa. Nhưng rồi, càng lớn, càng trưởng thành, càng già đi và tìm hiểu thật kỹ qua nhiều tài liệu khác nhau của ta, của địch, của Tây, của Tàu và trong ngoài nước, Việt Nam và quốc tế, trải nghiệm nhiều quan điểm khác nhau từ nhiều thành phần, phe phái, màu sắc khác nhau, người Việt Nam cũng có, người nước ngoài cũng có, người Mỹ cũng có, lắng nghe và đọc kỹ những ý kiến, chính kiến khác nhau từ nhiều phía, nhân vật. Dần dần tôi đã thay đổi quan điểm nghiêng về hướng chống xâm lược, chống thực dân mới. Vài năm sau và tới giờ đây, quan điểm của tôi đã vững chắc và rõ ràng và tôi đã hoàn toàn hiểu rằng đây là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ nền độc lập, giải phóng miền Nam và thống nhất tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Do xuất phát từ một quan niệm trái ngược, đã từng có quan điểm nội chiến, quan điểm ý thức hệ, quan điểm Mỹ không có xâm lược này, cũng như từng gặp gỡ, nói chuyện, đồng tình, phản biện ngoài đời cũng như trên diễn đàn mạng với nhiều người có quan điểm đó. Do đó tôi có cái nhìn rõ ràng hơn, thông cảm hơn, thoáng hơn. Vì sao họ nghĩ như vậy? Vì sao họ tin như vậy? Vì sao họ lầm tưởng như vậy? Vì sao có kẻ cố ý tuyên truyền như vậy? Và thường có những lập luận lý lẽ gì? Những lập luận của họ tôi gần như thuộc lòng. Vì đó chính là lý luận, quan điểm mà của tôi năm xưa. Tôi tin rằng với thực tế là một người đã sống ở Mỹ từ lâu, đã từng có quan điểm như sự tuyên truyền của chính phủ Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam đã lăn lộn với đề tài thảo luận tranh luận này. Nhiều lần, tôi sẽ có cách truyền đạt khác với những cán bộ tuyên giáo, khác với những hình thức truyền đạt mặc định chính thống ở trong nước, để độc giả ở đâu, chính kiến nào, đang có quan điểm nào cũng có thể tiếp thu, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Tôi tin rằng nếu ai cũng có một nhận thức chung, một nhận thức cơ bản về tổng thể bản chất chiến tranh Việt-Mỹ, nhận thức lịch sử theo hướng trung thực, khách quan và phù hợp với văn hóa chủ đạo của dân tộc, thì sẽ dễ dàng thuận lợi cho công cuộc kết đoàn và cuộc chiến trước năm 1975 sẽ không còn là vướng mắc, vật cản cho nguyện vọng đại đoàn kết của toàn dân Việt Nam. Và đây là tiết mục đầu tiên, mang tựa là những vấn đề đầu tiên. Trước hết, tôi xin trích dẫn nhiều ý kiến, quan điểm của những người không thuộc phía Việt Nam trong cuộc chiến. Họ không phải là người Cộng sản, không phải là người Việt Nam, không thuộc phe thắng trận, cũng không phải là tuyên giáo loa phường, sách giáo khoa gì cả, hay thậm chí có nhiều người trong số này
lại thuộc phía Hoa Kỳ, ngụy quyền Sài Gòn, phía tư bản nói chung là ở bên kia chiến tuyến, phía bại trận, trong đó có nhiều bại binh, bại tướng, để xem những quan điểm này có phải chỉ là Cộng sản tuyên truyền, Việt Cộng tuyên truyền hay Đảng tuyên truyền, hay là quan điểm của một mình Việt Nam, hay là quan điểm của kẻ chiến thắng hay không. Thứ nhất, trong cuốn The Vietnam War and American Culture, vị tiến sĩ người Mỹ có uy tín cao trên thế giới là Noam Chomsky đã viết một bài dài về những cách nhìn của một số lãnh đạo Mỹ tự cho là công chính, thánh thiện. Và sau đây là một đoạn về Việt Nam, trang 29. Mỹ đã tham gia sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chinh phục thuộc địa trước của Pháp. Biết rằng kẻ thù là một phong trào quốc gia của Việt Nam, số người chết vào khoảng nửa triệu khi Pháp rút lui, Mỹ dấn thân ngay lập tức vào việc phá hoại Hiệp định Geneva, dựng lên một chế độ khủng bố ở miền Nam, một chế độ cho đến năm 1961 đã giết tới 70.000 Việt Cộng, làm nổi lên cuộc kháng chiến, mà từ năm 1959 được sự ủng hộ của nửa nước miền Bắc tạm thời chia cắt bởi Hiệp định Geneva 1954 mà Mỹ đã phá ngầm. Trong năm 1961-62, Tổng thống Kennedy đã mở cuộc tấn công trực tiếp vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc bỏ bom đại quy mô và thuốc khai quang như là một phần của kế hoạch lùa cả triệu người dân vào những trại tập trung để họ có thể được bảo vệ bởi lính gác và dây kẽm gai trước những du kích quân mà Mỹ thú nhận là người dân sẵn sàng ủng hộ. Mỹ bảo rằng Mỹ được mời vào Việt Nam, nhưng như tờ London Economist đã nhận thức chính xác là một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng, trừ khi được mời vào bởi một chính phủ hợp pháp. Mỹ chưa bao giờ coi những chế độ tay sai mà Mỹ dựng lên là hợp pháp. Và trong thực tế thì Mỹ thường thay thế những chính phủ đó khi những chính phủ đó không tỏ ra hồ hởi đủ trước sự tấn công của Mỹ, hay toan tính tìm một giải pháp trung lập mà mọi phía đều ủng hộ và bị coi như là nguy hại đối với những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam. Ở đó, Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương. Đóng ngoặc. Đó là nhận định của giáo sư Noam Chomsky. Còn đây là giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc, là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu giảng viên trường sĩ quan trừ bị Nam Định, hiện đang sinh sống tại Grace Lake, Illinois, Hoa Kỳ. Mở ngoặc, nếu nhìn cuộc chiến ở Việt Nam đơn giản chỉ là một cuộc chiến giữa lý tưởng tự do dân chủ của người Việt quốc gia đối với lý tưởng độc tài sắc máu của người Việt Cộng sản, là không hiểu gì về cuộc chiến cả. Do đó, kéo dài hận thù với Cộng sản là một hành động vô trí, bắt nguồn từ cái nhìn rất thiển cận của mình về cuộc chiến. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, gồm cuộc chiến chống Pháp và cuộc chiến chống Mỹ, nhiều đến độ có lẽ không bao giờ chúng ta có thể biết hết và đọc hết. Người Việt quốc gia thường cho rằng Nam Việt Nam là đồng minh trước hết là của Pháp, rồi sau là của Mỹ để chống Cộng cho họ. Nhưng sự thật là khá đau lòng. Trong cả hai cuộc chiến, Nam Việt Nam chỉ là tay sai, là con cờ của Pháp và Mỹ. Pháp chưa bao giờ coi thành phần quốc gia là đồng minh của họ. Mỹ còn tệ hơn nữa, vì ông là ông chủ chi tiền. Đối với một số thiểu số người Việt lưu vong, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mà họ gọi là ngày mất nước, làm như miền Nam là của nước riêng của họ. Tuy rằng nước vẫn còn đó, và càng ngày càng phát triển, ngày nay đã vượt trội hẳn cái nước của họ khi xưa, mà thực ra chỉ là cái nước nằm trong sự chi phối của những đồng đô la viện trợ và sự chỉ đạo của các quan toàn quyền như Nôn Tinh, Lord Martin. Không phải là sau Hiệp định Geneva về Đông Dương, Mỹ mới can thiệp vào Việt Nam, mà Mỹ đã can thiệp vào Việt Nam từ trước đã lâu. Mỹ đã đồng lõa với thực dân Pháp trong mưu toan tái lập nền đô hộ của Pháp trên dân Việt Nam. Những người thực sự tin rằng Mỹ là đồng minh của Nam Việt Nam
muốn giúp dân Việt Nam để chống lại Cộng sản, để cho dân Việt Nam hay ít ra là dân miền Nam được tự do, dân chủ, nên nhớ kỹ rằng chính Mỹ đã đài thọ hơn 80% chiến phí cho Pháp trong cuộc chiến tiền Genève từ năm 1945 đến năm 1954 để Pháp tái lập nền đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam, đưa Việt Nam trở lại vòng nô lệ Pháp, trong khi Mỹ đã biết rõ chế độ thực dân Pháp đối với dân Việt Nam là như thế nào. Lịch sử Việt Nam sẽ lên án hành động đế quốc thực dân này. Nếu chúng ta coi Pháp là quân xâm lăng, thì Mỹ cũng là kẻ xâm lăng không kém. Chỉ sau khi Pháp thất trận thì Mỹ mới đưa ra chiêu bài giúp Việt Nam bảo vệ nền tự do của Việt Nam. Trong khi, như chúng ta đã biết, theo Hiệp định Geneva về Đông Dương, Nam Việt Nam không phải là một quốc gia độc lập mà chỉ là một vùng rút quân của Pháp và những lực lượng quân sự dưới quyền Pháp, trong đó có lực lượng quốc gia, chờ ngày tổng tuyển cử trên toàn thể đất nước vào năm 1956. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ có nghĩa là ngày đất nước thống nhất, chủ quyền trở lại tay người Việt Nam, mà còn là ngày người dân Việt Nam từ những kẻ có tâm cảnh phi dân tộc hay tiếp tục nuôi dưỡng thù hận, bất kể thuộc chính kiến phe phái nào, đều có thể hãnh diện ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt kẻ đối thoại, bất kể họ thuộc lớp người nào, ở địa vị nào, thuộc quốc gia nào. Tôi ở phe thua trận, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã mang đến cho tôi một niềm hãnh diện được làm một người Việt Nam không quốc gia, không cộng sản, không Nam, không Bắc, một người Việt Nam không từ bỏ gốc gác của tổ tiên, không từ bỏ lịch sử khi vinh, khi nhục của quốc gia, và lẽ dĩ nhiên rất hãnh diện với lịch sử chống xâm lăng của dân tộc. Khía cạnh tích cực nhất của ngày 30 tháng 4 là trên đất nước không còn cảnh bom đạn, cảnh đồng bào bắn giết nhau, và nhất là đất nước đã vắng bóng quân xâm lược. Đóng ngoặc. Trên đó là những cảm tưởng của giáo sư Trần Trung Ngọc. Và đây là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, khoa sử địa ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, khoa lịch sử Hoa Kỳ tại Sở Học Chánh Tacoma, bang Washington ở Mỹ. Mở ngoặc. Thật tình mà nói, giới lãnh đạo quân sự và chính trị của hai chế độ đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là một lũ tay sai của Pháp đào tạo để phục vụ cho thực dân Pháp. Cho nên, trong máu họ mang tính tay sai lúc nào, nhìn trước ngó sau, ông chủ có vừa lòng hay phật ý. Cho nên, khi nắm quyền lãnh đạo ở Sài Gòn, nhưng mắt cứ để ý ở Washington, Paris, Rome. Trong số này cũng có, nhưng rất hiếm người có lòng với quốc gia dân tộc. Lại bị tập đoàn Ngô Đình Diệm loại bỏ bằng nhiều hình thức. Trong quân đội và hành chánh có nhiều người trẻ được đào tạo sau khi thực dân Pháp cáo chung. Họ có tài, có tâm huyết, song không phải là cấp chỉ đạo, mà là những kẻ thừa hành. Thì làm gì, được gì vì quyền cao chức trọng nằm trong tay đám tay sai của thực dân Pháp đào tạo quyết định. Đó là nguyên nhân thất bại của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là sự thực lịch sử. Đóng ngoặc. Đây là một trích đoạn khác trong cuốn Nói chuyện với Tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation, giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã ghi nhận. Mới đây, trong tập Cuộc Thánh chiến chống cộng do Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành vào tháng 3 năm 2004, tác giả Chính Đạo đã chứng minh rõ ràng là chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm vi phạm Hiệp định Genève 1954 với sự tiếp tay vô điều kiện của chính phủ Mỹ. Trên thực tế, Hiệp ước Genève 1954 chỉ là hiệp ước đình chiến quân sự giữa hai phe Việt Minh và Pháp, ký vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 7 năm 1954. Trong đó có điều khoản sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 2 năm để quyết định thể chế chính trị Việt Nam trong tương lai. Phe quốc gia Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại và Thủ tướng Ngô Đình Diệm không được quyền thảo luận và cũng không ký vào hiệp định này. Bởi thế, trong phiên họp khoáng đại cuối cùng của Hội nghị Geneva vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ của chính quyền Bảo Đại chỉ biết yêu cầu ghi vào biên bản rằng chính phủ quốc gia Việt Nam cực lực phản kháng việc ký vào hiệp ước và từ chối ký vào tuyên cáo chung. Sau đó, phe chính phủ quốc gia Việt Nam
chẳng những không nhìn nhận Hiệp ước Geneva mà còn công khai vi phạm điều khoản hiệp thương và điều khoản nói về tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956 với lý do là không ký vào Hiệp ước Geneva và cho rằng không thể có bầu cử tự do ở miền Bắc, vĩ tuyến 17, rồi tự lập ra một nước chống cộng. Như thế, sự khai sinh của Việt Nam Cộng Hòa chỉ là thứ luật của kẻ mạnh. Các cường quốc trên thế giới ngán sợ sức mạnh của siêu cường Mỹ đành phải quay mặt làm ngơ. Nhắc lại là ở đây là trích đoạn của Nguyễn Mạnh Quang nói chuyện với Tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation Houston, Texas Diamond trang 26-27. Rồi đây là trích đoạn thứ ba trong bài Đặc tính nghịch thường của chính quyền quốc gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tính cách nghịch thường của chính quyền Bảo Đại 1948-1955 cũng như chính quyền Ngô Đình Diệm và các chính quyền khác ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1955-1975 là ở chỗ những thành phần lãnh đạo, các viên chức cao cấp và nhân viên thừa hành trong các bộ, các nha, các sở cũng như trong quân đội và các tổ chức phụ thuộc của các chính quyền này đều do các thế lực ngoại bang nảnh ra, nuôi dưỡng, trả lương và trang bị bằng đồng tiền của người ngoại bang, được bảo vệ bằng quân đội của người ngoại bang để thi hành những lệnh truyền của người ngoại bang với mục đích phục vụ cho quyền lợi của người ngoại bang. Đóng ngoặc. Và đó là cái trích đoạn những bài của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Và đây là nhân vật thứ tư, tiến sĩ Hoàng Nguyên Nhuận, Úc Châu. Xin đọc trích đoạn của ông. Việt Nam Cộng Hòa được tiếng là quốc gia dân chủ tự do, nhưng lại cũng từng là căn cứ chứa hơn nửa triệu quân Mỹ. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được tiếng là nô lệ Nga Hoa, nhưng lại không hề có một căn cứ quân sự nào của Nga Hoa. Năm 1959, Ngô Đình Diệm cảm thấy miền Nam đã trở thành nhất đái vạn đại, liền đem mái chém truy lùng Việt Cộng Nam Vùng và khai sinh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Nhưng 30 năm hận thù chém giết đã không kết thúc bằng những tòa án Nuremberg, Tokyo, treo cổ hay tử hình khiếm diện những kẻ chiến bại hay thả cửa chém giết như ở Rwanda, Yugoslavia. Một số người không chịu thấy những điều đó. Cho nên, 30 năm nay, họ cứ ngồi nguyền rủa Việt Nam, sỉ vả dân tộc Việt Nam, tồi hèn hủ lậu thoái hóa chỉ vì cái tội là sống dưới chế độ đã xua được quân ngoại nhập khỏi cõi bờ, chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước. Tủi nhục hận thù vô minh vọng ngoại đã biến họ thành những con bọ. Họ đây là nói về những người lưu vong ở hải ngoại. Thành những con bọ hung, những con xài lang, chỉ thích những gì thối tha lầy lụa. Tổ quốc ăn năn của Nguyễn Gia Kiển, Việt Nam chính sử của Nguyễn Văn Chức hay những bài chính luận của Lâm Đệ Trinh, Tôn Thất Thiện, Sơn Địa Nguyễn Viết Khánh là những ví dụ. Nhắc lại đó là trích đoạn của tiến sĩ Hoàng Nguyên Nhuận để thay lời chúc Tết Giả Từ Hoa Giáp Ất Dậu 1945-2005, trang Chuyển Luân Hoa Kỳ ngày 30 tháng Giêng năm 2006. Và đây là một tác giả người Mỹ. Trong một bài viết khá hay của ký giả có uy tín, Wilfred Burchett, tựa là Hồ Chí Minh, An Appreciation. Wilfred Burchett là một ký giả Úc nổi tiếng, đã từng được Ngoại trưởng Henry Kissinger nhờ làm trung gian liên lạc giữa Washington DC và Hà Nội. Năm 1968, ông đã viết một cuốn sách có tính tiên đoán rằng Việt Nam sẽ thắng. Và năm 1977, ông xuất bản cuốn Châu Chấu và Voi, Tại sao Nam Việt Nam sụp đổ? Theo tiến sĩ Trần Chúng Học, ký giả Burchett viết hay không phải là vì tác giả ca tụng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà tác giả đã viết về những gì đã tạo nên Bác Hồ. Ông nói, không phải thuần túy chỉ là Marx và Lenin hay là Mao Trạch Đông, mà chính là lịch sử 2000 năm chống ngoại xâm của Việt Nam đã tạo nên ông Hồ. Đóng ngoặc. Chúng ta hãy đọc vài đoạn trong bài của Burchett. Mở ngoặc. Chính sách của Mỹ là làm cho người Việt Nam cảm thấy mình thuộc một sắc dân thấp kém, không có quyền về căn cước quốc gia.
Họ thường bị gọi là gooks, slopes và dinks. Và trên những phúc trình chính thức, làng Mỹ Lai trở thành thành phố hồng, có nghĩa là thành phố cộng sản. Là dân làng bị tàn sát chỉ là những người Á Đông mà thôi. Với ý tưởng coi thường, miệt thị, sự thật là người nông dân Việt Nam nghèo khó nhất, ngay cả thất học, nhưng mà về phương diện văn hóa và đạo đức thường cũng cao hơn người Mỹ. Hắn ta biết nhiều hơn lịch sử đất nước của hắn. Hắn đây là người dân Việt Nam. Không chỉ vì đất nước hắn có vài ngàn năm lịch sử nhiều hơn Mỹ để mà biết đến, mà vì những điều này đã thấm vào trong người hắn từ sữa mẹ. Ngay từ bé, hắn lớn lên trong một môi trường tràn ngập với những câu chuyện về gia tài lịch sử, hoặc được kể ngay khi còn nằm trong lòng mẹ, hoặc qua những màn kịch diễn lại những trang sử oai hùng của 2.000 năm lịch sử chống ngoại xâm, của những cánh hát di động, hoặc những truyền thuyết về các thần hoàng làng, thường là các anh hùng giúp nước của xóm làng được nhà vua sắc phong, hoặc là những câu chuyện về tổ tiên đã bảo vệ non sông như thế nào, hoặc là những chuyện đau khổ của người dân bị đàn áp bởi ngoại nhân, nên đòi hỏi một sự đứng lên để chống đối v.v. Sự hiểu biết về 2.000 năm tranh đấu chống kẻ xâm lăng có đầy trong dòng máu của người nông dân chân lắm tay bùn, nghèo khó nhất. Chỉ một điều này cũng là một nguồn dũng cảm và sức chịu đựng vô tận, một sự tin tưởng vào tương lai và coi thường kẻ toan tính phá vỡ những đức tính mà những chuyên viên trong cái hồ tư duy của Mỹ không thể hiểu được. Ông Hồ Chí Minh là mẫu mực thu nhỏ của tất cả những điều trên. Và đúng là cũng như một cái gì đó trong mỗi người Việt Nam đều có trong Hồ Chí Minh. Một cái gì đó trong Hồ Chí Minh đều có trong hầu hết những người Việt Nam ngày nay, là dấu ấn của ông trên dân tộc Việt Nam thật là sâu đậm. Một vấn đề mà Tổng thống Nixon cũng như các vị tiền nhiệm có thể không lưu ý đến, nhưng chắc chắn là dân Việt Nam không thể không biết, đó là Hồ Chí Minh là toàn thể quốc gia Việt Nam. Không có một lần ranh giới nào ở vị tuyến 17 có thể làm cho người dân miền Nam xa lìa Hồ Chí Minh, dù rằng thủ đô được đặt ở miền Bắc. Hồ Chí Minh đã được chấp nhận là lãnh tụ và là nguồn cảm hứng cho mọi người Việt Nam, trừ số người đã lần lượt phục vụ những quan thầy Nhật, Pháp rồi Mỹ. Còn đây là trích đoạn của Dunkel, cũng là một tác giả người Mỹ, trong cái bài Vietnam's Incomparable Military Leader ở trang 10. Trích đoạn: tuy nhiên, cuộc xâm lăng của Mỹ chống Việt Nam vẫn tiếp tục trong dạng thức những ảnh hưởng khủng khiếp kéo dài từ chất độc da cam, chất sát trùng khủng khiếp trải trên nhiều vùng rộng lớn ở Việt Nam bởi không quân Mỹ. Ngay cả sau 3 thế hệ, 150.000 trẻ Việt Nam vẫn đau đớn bởi những dị dạng về thể chất và tinh thần gây nên bởi chất độc da cam. Cuộc tranh đấu của Việt Nam mưu năm, đại tướng Võ Nguyên Giáp mưu năm. Đó là tác giả Đăng Keo, một tác giả người Mỹ nữa nhé.